Một bản giao hưởng từ tiếng còi xe cảnh sát cắt ngang sự im lặng của đêm lạnh, kèm theo tiếng sủa của những chú chó nghiệp vụ cùng tiếng súng nổ. Tất cả tiếng ồn này chỉ vì một người đàn ông. Một người đàn ông đang chạy trốn. Anh ta chạy xuyên qua những cái cây, nắm chặt một khẩu súng lục với bàn tay đẫm mồ hôi, run rẩy, nghiến răng đầy máu. Anh ta thở khò khè, kiệt sức vì bị giật đuổi. Đầu óc rối bù, lấm lem bùn đất. Quần áo vừa trộm được lấm lem bùn đất. Một dòng máu chảy dài trên trán anh ta từ một vết rạch sâu ngay dưới chân tóc, nơi đầu của anh ta va vào tay lái. Anh ấy đã lên kế hoạch vượt ngục rất tốt. Làm thế nào mà tất cả lại tan tành? Ai đó chắc hẳn đã khai anh ta ra. Đó là điều duy nhất có thể xảy ra. Trộm cướp thì không có danh dự. Đó không chỉ là một câu nói, đó là một sự thật. Đèn chiếu xuyên qua màn đêm, những tiếng la hét. Anh ta đã đi theo đường đó và bắt lấy anh ta. Rất nhiều tiếng sủa của những con chó giận dữ. Anh ta thở hổn hển và trốn sau một cái cây, cố gắng giữ bình tĩnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này là một kẻ xấu. Anh ta đã lấy đi rất nhiều mạng sống và anh ta không hối hận, không một chút nào. Điều duy nhất anh ta tiếc nuối là anh ta đã bị bắt. 3 giờ trước, anh ta đang bò ra khỏi một đường hầm bí mật và trốn thoát khỏi Angola, một nơi được biết đến trên giấy tờ là trại giam tiểu bang Louisiana, nhưng được biết đến nhiều hơn về cái tên trang trại đồn điền Angola, hay gợi nhớ nhất là Alcatraz của miền Nam, một nhà tù an ninh tối đa với danh tiếng đáng sợ không kém gì các tù nhân của nó. Và người này chắc hẳn đã giành được vị trí của mình ở đó. Một bản lý lịch dài viết bằng máu đã khiến anh ta bị nhốt và bị kết án tử hình sau một phiên tòa nhanh chóng. Mọi thứ đã trở nên bạo lực. Trong những lần vượt ngục như thế này, những giờ đầu tiên là quan trọng nhất. Một người bên ngoài đã để lại cho anh ta một khẩu súng được cất bên trong một cái cây gần bên đường. Khẩu súng đó cũng như là một phương tiện đi lại của anh ta, hoặc ít nhất là tấm vé để đi lại. Anh ta đã vẫy một chiếc xe đủ ngây thơ để dừng lại chờ anh ta và dí súng vào mặt người lái xe, yêu cầu anh ta ra khỏi xe, giao ra cả ví và chìa khóa xe. Anh ta lái xe cho gần 2 giờ thì mới bắt đầu bị để ý. Khi anh ta vừa đi qua biên giới của giáo xứ Saint Landry, Louisiana, khi bài nhạc dốc cổ điển mà anh ta đang thưởng thức trên radio của nạn nhân bị gián đoạn bởi một báo cáo về tù nhân vượt ngục. Họ biết anh ta đã ra ngoài, họ biết anh có trang bị vũ khí, thậm chí họ còn biết loại xe anh ta đang lái. Sẽ không lâu nữa trước khi xanh đỏ đặc trưng của cảnh sát tuần dương xuất hiện trên gương chiếu hậu của anh ta. Với một chiếc ô tô rượt đuổi vào một rào canh, chiếc xe của anh ta cũng đâm vào tường của một trạm xăng. Anh ta bước ra từ cánh cửa bị móp, bắn một vài phát súng về hướng của những người truy đuổi, rồi chạy trốn vào bóng tối của một đầm lầy gần đó. Và đó là nơi mà anh ta đang ở ngay bây giờ. Cảm thấy như thòng lọng đã thắt chặt quanh cổ khi anh ta chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mình. Có vẻ như anh ta không có bất kỳ lựa chọn nào. Anh ta thà bị bắn chết còn hơn trở lại nhà tù. Họ ở gần đến mức giờ đây anh ta có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nhọc của họ và tiếng thở gấp gáp của những con chó đang giật mạnh dây xích của chúng. Tim anh ta đập mạnh trong lồng ngực. Tất cả những gì anh ta có thể làm là đi sâu hơn và sâu hơn. Tên tội phạm chạy trốn vào bóng tối của đầm lầy, miễn cưỡng hít thở mùi hôi thối của bùn và thực vật thối rữa. Mặc dù vậy, đầm lầy đen tối này là bạn của anh ta, vì ánh sáng của đèn pin cảnh sát phía sau anh ta đồng nghĩa với cái chết gần như chắc chắn. Anh ta vùng vẫy xuyên qua bụi rậm, treo qua rễ và cây đổ, cảm thấy giày của mình chìm xuống lớp bùn dày và ẩm ướt. Điều anh ta không thể ngờ là sẽ nghe thấy ở nơi chết chóc này là một tiếng thì thầm từ bóng tối. Và không chỉ là tiếng thì thầm, đó là giọng của một cô bé. Chỉ nghe thôi cũng khiến tim anh ta như ngừng đập. Anh cứng người tại chỗ và quay lại thì thấy cô bé đang ló dạng từ trong bóng tối. Cô bé không thể già hơn 10 hay 11 tuổi. Cô gái nhỏ với mái tóc rối bù và đôi mắt hoang dại điên cuồng này. Thật khó để biết cô bé thực sự trông như thế nào, bởi vì cả người của cô đều được bao phủ bởi một lớp bùn dày, như thể cô bé vừa mới trôi lên khỏi mặt đất vậy. Trong bất kỳ trường hợp nào, bản năng của anh ta có thể là chạy, hoặc thậm chí là điều gì đó quyết liệt hơn. Nhưng thay vào đó, anh ta không di chuyển. Anh ta đứng đó khi cô bé nói, lắng nghe, ngay cả khi cảnh sát đến gần hơn. Cô gái nhỏ nói với anh rằng cô biết nơi hoàn hảo để anh trốn, ở một nơi nào đó mà cảnh sát sẽ không bắt được anh ta. Họ sẽ không biết phải tìm ở đâu. Tất cả những gì anh cần làm là tin tưởng cô ấy và theo cô ấy vào sâu hơn nữa trong đầm lầy. Nếu anh ta làm như cô ấy nói, cuối cùng anh ta có thể sẽ được tự do. Anh ta gật đầu và đi theo cô bé. Anh ta có thể làm gì khác đây? Cô gái đưa bàn tay lấm lem bùn đất và kẻ phạm tội nắm lấy nó khi cô bé dẫn anh ta vào bóng tối của đầm lầy. Các cảnh sát đang tìm kiếm đột nhiên nghe thấy một tiếng thét ngắn nhưng lạnh băng phát ra từ sâu thẳm của đầm lầy. 40 người đàn ông và chó nghiệp vụ cố gắng tìm kiếm nơi mà họ nghe thấy tiếng kêu của người đàn ông.
nhưng họ không thể tìm thấy một dấu vết nào của anh ta. Họ thiết lập một vành đai xung quanh đầm lầy, cố gắng bảo vệ mọi lối ra có thể, đặt các trạm kiểm soát trên mọi con đường anh ta có thể đi. Và khi ánh sáng ban ngày cuối cùng ló dạng, họ tìm kiếm hết lần này đến lần khác, nhưng họ không thể tìm thấy anh ta. Người đàn ông này dường như đã biến mất, biến thành một bóng ma, ít nhất là trong vài tháng. Các nhà chức trách không từ bỏ, rốt cuộc một tội phạm nguy hiểm vẫn có thể ở đâu đó chờ đợi. Anh ta có vũ trang, nguy hiểm chết người và rõ ràng là đủ thông minh để tránh bị cảnh sát truy bắt. Rất có thể hiện tại anh ta đã đi được một nửa tiểu bang, thậm chí đã ra khỏi Louisiana hoặc thậm chí là ra khỏi Hoa Kỳ. Vì vậy mọi người thật sự ngạc nhiên khi cuối cùng anh ta cũng được tìm thấy, đang ngồi tại một trạm xe buýt ở một thành phố nhỏ ở Louisiana. Người đàn ông không di chuyển, anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng không, một sợi nước dãi trong suốt từ trên môi dưới của anh ta. Có điều gì đó rất sai sai với người đàn ông này. Nó rất rõ ràng, ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua, khuôn mặt của anh ấy có vẻ dài hơn một chút, như thể hình dạng của hộp sọ của anh ấy đã thay đổi. Hiện tại anh ấy mắc chứng dị sắc tố, với mắt trái của anh ấy đã hoàn toàn đổi thành một màu hoàn toàn khác so với trước đây. Và khi chiếc áo sơ mi của anh ta cuối cùng được cởi ra, vết sẹo phẫu thuật chằng chịt xuất hiện dọc theo lưng của anh ấy, khác xa với những hình ảnh tên tội phạm sắc sảo gây chết người được giới truyền thông miêu tả sau khi bỏ trốn. Người đàn ông này là một người đã bị tâm thần phân liệt. Anh ta nói những câu ngắn, đơn giản, giống như một đứa trẻ nhỏ, và sự chú ý của anh ta dường như dễ dàng bị thay đổi khi nói chuyện. Cũng chính người đàn ông này đã thực hiện một cuộc vượt ngục táo bạo và sau đó cố gắng trốn tránh tất cả những người truy đuổi mình, nhưng không làm gì để chống lại những người đến bắt anh ta ở trạm xe buýt. Anh ta trở lại nhà tù và được giữ trong khu vực y tế để đánh giá. Tuy nhiên, chỉ 10 giờ sau khi nhập viện lần đầu tiên và sau khi đưa ra rất ít hoặc không có thông tin hữu ích trong quá trình thẩm vấn, sức khỏe của anh ta bắt đầu giảm sút nghiêm trọng. Anh ta phàn nàn về việc bên trong của anh ấy nóng bừng bừng và yêu cầu một thứ gì đó lạnh để anh ta uống. Khi được cho nước, anh ta phun ngay ra sau đó và bắt đầu khóc nức nở. Anh ấy nói rằng anh ta muốn gặp mẹ mình, mặc dù anh ấy không thể nhớ tên bà, anh dường như chẳng nhớ bất cứ điều gì cả. Sáng hôm sau, anh ta bị một loạt các cơn co giật nghiêm trọng trước khi qua đời. Khám nghiệm tử thi của anh ta cho thấy tổn thương não đáng kể cũng như tổn thương của một số cơ quan chính của anh ta. Tuy nhiên, nhân viên điều tra không thể giải thích được điều này đã xảy ra như thế nào. Một tháng sau, hai người đi bộ đang băng qua một vùng đầm lầy nơi cuộc rượt đuổi của cảnh sát kết thúc. Họ đã gọi điện báo cho chính quyền địa phương. Họ vô cùng kinh hãi, tuyên bố rằng họ đã tìm thấy một xác chết gần một cái hố. Khi các sĩ quan được cử đến để xem xét, họ không thể tin vào mắt mình. Mặc dù bị tổn hại đáng kể, có thể nhận ra khá rõ ràng, bởi lẽ gương mặt của anh ta đã xuất hiện trên mọi tờ báo và màn hình TV ở Louisiana từ khá lâu rồi. Đó là kẻ vượt ngục, mặc chính bộ quần áo mà anh ta đã mặc khi trốn thoát. Cũng bộ quần áo đã được cởi ra khỏi người và đốt khi anh ta bị bắt lại tại trạm xe buýt. Mọi thứ đều bất hợp lý. Thi thể của kẻ đào tẩu đã được khai quật từ nghĩa địa của nhà tù và được xét nghiệm ADN. Họ ngạc nhiên phát hiện ra rằng cơ thể không khớp về mặt di truyền với ADN mà họ có trong hồ sơ của anh ta. ADN này đã từng là bằng chứng kết tội anh ta. Khi thi thể được lấy ra từ đầm lầy, đã được xét nghiệm ADN, họ cũng phát hiện ra điều kỳ lạ. ADN bị hư hỏng đến mức không thể đưa ra bất kỳ quyết định chính xác nào về việc liệu nó có bị trùng khớp hay không. Đó là bí ẩn kỳ lạ nhất mà bất cứ ai có liên quan từng thấy. Và đáng buồn thay cho họ, họ sẽ không bao giờ biết câu trả lời về những gì đã xảy ra với kẻ vượt ngục trong đầm lầy đó. Tất nhiên, câu trả lời là SCP-1692. Nhưng trước khi chúng ta đi xa hơn, trước tiên tôi phải xin phép bạn một lúc vì tôi có một thông báo đặc biệt. Như bạn đã biết, tôi đã tìm kiếm sự hỗ trợ để mang đến cho bạn những khám phá lâu hơn, sâu hơn và thường xuyên hơn về những điểm bất thường chưa biết. Đó là lý do tại sao tôi vui mừng thông báo rằng chuyến khám phá ngày hôm nay đã được một nhà tài trợ tốt bụng NordVPN tài trợ. Hãy thử NordVPN ngay bây giờ bằng cách truy cập nordvpn.com/Dr. Bob và nhận một tháng miễn phí. Khi bạn đang tìm hiểu các bất thường và các tổ chức bí mật như tổ chức SCP, điều quan trọng là phải đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn và bảo mật. Vì cuối cùng thì bạn sẽ không bao giờ biết khi nào một thành viên của MTF MU4 đang theo dõi bạn. Một điều biết được sau khi nghiên cứu nhiều điểm bất thường trong các hồ sơ của tổ chức SCP là câu hỏi tại sao thường là một ngõ cụt. Điều tốt nhất bạn có thể mong đợi là một nửa câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào, và câu trả lời chắc chắn duy nhất lại dành cho câu hỏi làm thế nào mà chúng ta có thể ngăn chặn nó. SCP-1692 có phải là một trường hợp như vậy không? Hãy bắt đầu với SCP-16922 là trung tâm của dị thường. SCP-16922 là một hố có độ sâu không xác định, chứa đầy bùn và nước.
Mặc dù bạn đúng khi cho rằng chúng thường được tìm thấy ở các đầm lầy Louisiana, nhưng kể từ năm 2014 đến nay, hố sụt đặc biệt này khác ở chỗ nó đã chứa ít nhất 31 bộ hài cốt người, cũng như 24 bộ xương thuộc về các loài động vật. Bất chấp sự theo dõi liên tục của tổ chức để đảm bảo rằng không có gì khác đã đưa vào trong hố kể từ khi nó được đưa vào quản thúc, các thi thể mới vẫn thường xuyên được phát hiện với nguồn gốc chính xác của chúng vẫn chưa được biết đến. Nhưng bản thân các thi thể thường khá dễ dàng xác định. Trên thực tế, 14 hài cốt người được tìm thấy đã được xác nhận là thuộc về những người được báo cáo là đã mất tích từ đầu những năm 1900 đến giữa và cuối những năm 1950. Nhưng trước khi chúng ta đi quá sâu vào vấn đề đó, hãy quay lại cách thức hoạt động của dị thường này. Khi một con người đi vào khu vực gần hố sụt, ngày càng có nhiều khả năng một thực thể dị thường sẽ xuất hiện. Tổ chức đã chỉ định nó là SCP-16921. Mặc dù SCP-16921 rất có thể sẽ có hình dạng của một cô bé, có vẻ là 12 hoặc 13 tuổi. Nó cũng đã được nhìn thấy dưới hình dạng của các động vật có vú khác nhau, hoặc thậm chí là hình dạng của một trong những người được báo cáo mất tích mà vị trí cuối cùng được biết là ở khu vực gần hố sụt. Mặc dù vậy, bất kể hình dạng của nó ra sao, một khi SCP-16921 xuất hiện, nó sẽ hoạt động gần như một mồi nhử, dụ dỗ sinh vật đi lạc ngày càng sâu hơn vào trong dị thường. Không biết bằng cách nào đó, chúng có thể thuyết phục nạn nhân đi sâu hơn vào đầm lầy, và các nhà nghiên cứu của tổ chức nghi ngờ rằng có thể có một số tác động tâm lý dị thường ở đây. Mặc dù cũng có thể là SCP-16921 chỉ đơn giản là có khả năng sử dụng sức thuyết phục mạnh mẽ, không dị thường để lôi kéo. Một khi người được dẫn vào đầm lầy vượt qua một điểm nhất định, họ sẽ hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết gì. Bất kỳ quần áo hoặc đồ vật nào khác mà họ đánh rơi hoặc bỏ lại sẽ vô vật chất hóa, và thậm chí cả dấu chân của họ cũng sẽ biến mất. Trong vài giờ và vài ngày, thậm chí đôi khi vài tuần sau đó, thành phần thứ 3 của dị thường cuối cùng cũng được kích hoạt, được gọi là SCP-16923. Thực thể mới này sẽ xuất hiện trong khu vực và cố gắng rời đi, dù việc rời đi là rất khó có thể xảy ra dựa trên sinh lý đã được biến đổi của chúng. Đó là bởi vì mặc dù SCP-16923 là bản sao của các cá thể bị mất tích, nó luôn là một bản sao không hoàn hảo. Nó sẽ bị thay đổi, biến dạng hoặc cắt xén theo một số kiểu, và các yếu tố nhất định dường như luôn lặp lại. Ví dụ như SCP-16923 thường sẽ bị thiếu một số hoặc thậm chí tất cả các chi hoặc nội tạng của chúng, nhưng sẽ không có dấu hiệu nào cho thấy việc cắt cụt chi đã được thực hiện. Chúng cũng thường được quan sát là đang bị não ống thủy, một tình trạng nguy hiểm khi chất lỏng tích tụ trong các hốc ở bên trong não. 84% trong số tất cả các cá thể SCP-16923 được ghi lại có những điểm khác biệt lớn về mặt sinh học so với bản gốc ban đầu. Chẳng hạn như có tóc, da, màu mắt khác nhau hoặc nhóm máu khác nhau. Và những thay đổi hiện diện trong những thực thể này không chỉ giới hạn ở thay đổi vật lý. Chứng mất trí nhớ phân ly luôn là một kết luận không thể bỏ qua đối với các mẫu vật SCP-16923. Có nghĩa là chúng không biết gì về lịch sử gần đây của mình, và chúng sẽ thường xuyên trải qua quá trình suy giảm nhân cách, cảm giác đang ở trong trạng thái mơ hoặc siêu thực. Chúng cũng sẽ sở hữu kiến thức mà bản gốc không cách nào biết được, chẳng hạn như có thể nói trôi chảy ngoại ngữ mà bản gốc trước đó không biết, và thường sẽ có những cải thiện hoặc suy giảm các khả năng tinh thần chung của bản gốc. Nói cách khác, các mẫu vật SCP-16923 luôn bị sai, trừ hai trường hợp ngoại lệ đáng chú ý mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong giây lát. Mức độ nghiêm trọng của các thay đổi thường khiến những mẫu vật này chết nhanh chóng sau khi chúng rời khỏi khu vực dị thường, của giáo sư Saint Landry. Kiến thức của tổ chức về SCP-1692 bắt đầu từ năm 1938, sau khi họ được cảnh báo về một chuỗi các vụ mất tích của trẻ em trong khu vực giáo xứ Saint-Nendry. Rất may cho các bậc cha mẹ ở địa phương, tất cả những đứa trẻ này cuối cùng đã trở về nhà. Tuy nhiên, tất cả chúng đều trở lại rất khác. Một số bị thiếu ngón tay, trong khi một số bằng cách nào đó lại có thêm một ngón tay. Những đứa trẻ khác trở lại với màu tóc và màu mắt khác. Một số sĩ quan của cảnh sát địa phương đã được cử đến để tìm kiếm vùng đầm lầy địa phương, tìm kiếm hung thủ. Và một số sĩ quan này cũng mất tích và trở về trong tình trạng thay đổi rất nhiều. Các đặc vụ của tổ chức đã sớm đến và tiếp nhận cuộc điều tra, khoanh vùng khu vực xung quanh đầm lầy để hy vọng ngăn chặn bất cứ thứ gì khác xâm nhập hoặc thoát ra khỏi khu vực được cho là dị thường. Họ đã tự mình tiến hành cuộc tìm kiếm độc lập vào đầm lầy giáo xứ Saint Landry, và không mất nhiều thời gian để họ phát hiện ra một xác chết bị cắt xẻ trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Thi thể có vẻ thuộc về một đứa trẻ nhỏ nhưng rất khó xác định vì hầu hết phần đầu phía trên hàm đã bị mất. Cả hai chân cũng biến mất, mặc dù kỳ lạ là nó có vẻ như da đã mọc trên các vết thương, không để lại dấu hiệu của việc cắt bỏ trước hoặc sau khi chết. Một cuộc tìm kiếm trong hồ sơ của cảnh sát địa phương cho thấy tất cả cơ thể và quần áo hoàn toàn khớp với những gì được mô tả trong báo cáo về người mất tích tên là Bobby Dunbar, một đứa trẻ đã mất tích 25 năm trước. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ trong hồ sơ này. Vụ án đã được đóng lại
vì Bobby thực sự đã trở về với cha mẹ của mình ngay sau khi anh ta biến mất. Điều này có nghĩa là xác chết này đáng ra không thể tồn tại. Làm sao Bobby Dunbar vừa sống lại vừa là một xác chết trong đầm lầy? Tổ chức cần tìm hiểu, vì vậy họ đã đặt thi thể vào kho lạnh và tiếp tục cuộc điều tra, tìm kiếm Bobby Dunbar hiện đã trưởng thành để phỏng vấn. Đương nhiên, đây là một thử thách đáng sợ đối với Dunbar. Anh ấy đã phải trải qua kinh nghiệm đau thương khi mất tích lúc còn nhỏ và sau đó trở về nhà và không nhớ gì về sự kiện đó. Liên tục tự hỏi về những gì đã xảy ra với anh ấy trong đầm lầy khi anh ta cố gắng hết sức để tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ anh ta đang ở đây, bị những người đàn ông lạ mặt trong bộ đồ vest sẫm màu tiếp cận. Những người đang nói với anh ta rằng một xác chết đã được phát hiện trong chính đầm lầy, nơi mà anh ta mất tích, và nó dường như thuộc về anh. Bobby Dunbar tất nhiên không cung cấp rất nhiều về bản chất có thể có của xác chết, ngoài việc nhớ lại một cách mơ hồ, trích dẫn cậu bé khác trên toa xe. Thật không may, anh ta không thể cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về vấn đề ngoài cụm từ khó hiểu này. Tổ chức đã xem xét kỹ hơn vụ án của Dunbar và nhanh chóng biết được rằng sau khi Bobby trở về nhà, đã xảy ra một cuộc chiến giành quyền giám hộ kỳ lạ. Các cuộc điều tra và kho lưu trữ của tòa án địa phương cho thấy rằng vụ án xảy ra giữa gia đình Dunbar và một người đàn ông địa phương khác tên là William Kenwell Walter. Walter tuyên bố rằng cậu bé được cho là Bobby Dunbar hoàn toàn không phải là Bobby Dunbar, mà thực tế là một cậu bé khác tên là Jack Lee P. Anderson, con trai của một phụ nữ làm việc cho Walter. Walter theo đuổi một con đường hợp pháp có sẵn cho mình, nhưng sau khi cậu bé tự nhận bà Dunbar là mẹ của mình, tòa án đã phán quyết rằng cậu thực sự là Bobby Dunbar và trao toàn bộ quyền giám hộ cho gia đình Dunbar. Điều này đã đặt dấu chấm hết cho toàn bộ vấn đề, ít nhất là về mặt pháp lý, và cậu bé sống nốt phần đời còn lại của mình với cái tên Bobby Dunbar, cuối cùng qua đời vào năm 1966. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc câu chuyện của Bobby. Nhiều thập kỷ sau, vào năm 2004, tổ chức SCP đã có một cái nhìn khác về trường hợp kỳ lạ của Bobby Dunbar. Giờ đây, được trang bị công nghệ để thực hiện các xét nghiệm ADN chính xác, tổ chức đã phát hiện ra rằng người đàn ông sống cuộc đời của mình với cái tên Bobby Dunbar thực ra không hề có quan hệ gì với gia đình Dunbar. Nhưng nếu đây không phải là Bobby Dunbar, thì đó là ai? Và đó có phải là thi thể của Bobby đã được phát hiện trong đầm lầy vào năm 1938 hay không? Thật không may, ADN từ xác chết trong nơi quản túc của tổ chức đã bị đột biến nghiêm trọng bởi một quá trình được gọi là khử thủy phân, và kết quả là không có kết luận. Điều đó có nghĩa là số phận thực sự của cả Bobby thật và đứa trẻ được gọi là Charlie P. Anderson vẫn là bí ẩn. Đến năm 1939, đủ các sự cố như trường hợp Bobby Dunbar đã xảy ra mà tổ chức thấy phù hợp để cách ly hoàn toàn khu vực này, nhưng họ vẫn tiếp tục tìm thấy các cá thể SCP-16923 mới trong đầm lầy. Trong số những người được tổ chức tìm thấy, có một phụ nữ bị mất mắt trái và có vết khâu rộng ở bên trái của đường viền hàm. Cô ấy đã có thể cung cấp cho tổ chức bằng chứng đáng tin cậy tiết lộ sự tồn tại của cả SCP-16921 và SCP-16922. Và khi tổ chức xác định vị trí hố sụt, họ phát hiện thêm hai xác chết, một trong số đó rất giống với người phụ nữ. Điều thú vị là nó bị thiếu một số bộ phận trên đầu, bao gồm cả hốc mắt bên trái. Đúng như dự đoán, điều này khiến người phụ nữ đau khổ và cô ấy kịch liệt phủ nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa mình và cái xác được tìm thấy trong hố sụt ở đầm lầy. Người phụ nữ bị giam giữ tại tổ chức để quan sát cô ấy cho đến khi cô ấy qua đời. Nhưng không giống như các cá thể SCP-16923 khác, sức khỏe của cô ấy không hề suy giảm. Khi tổ chức tự tin họ đã thu thập được tất cả những gì có thể từ việc nghiên cứu cô ấy, họ đã cho cô dùng thuốc mất trí nhớ và thả cô ấy tự do với một cái vỏ che đậy hợp lý. Giống như người đàn ông tự xưng là Bobby Dunbar, cô ấy cũng sẽ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường mà không có thêm biến cố gì. Nhưng ở một ngã rẽ khác, tương tự một cách kỳ lạ với câu chuyện của Bobby Dunbar, các xét nghiệm ADN cho thấy cô ấy cũng không trùng khớp về mặt di truyền với bất kỳ người nào trong gia đình mình. Và các xét nghiệm về xác chết được lấy từ đầm lầy giống cô cũng không có kết quả. Tổ chức đã rào hoàn toàn khu vực rộng 2,77 km² nơi sinh sống của SCP-1692 bằng dây xích và dây thép gai. Các tiểu đồn quan sát khu vực được đặt cách nhau 500 m, với các bảo vệ của tổ chức đóng vai nhân viên công viên và thường xuyên tuần tra khu vực theo nhóm. Nếu thường dân xâm nhập, các lính canh sẽ được hướng dẫn để ngăn họ mạo hiểm tiến sâu hơn thông qua các phương tiện phi sát thương. Rất may, việc ngăn chặn sự dị thường đặc biệt này đã trở nên hiệu quả hơn khi công nghệ ngày càng phát triển. Giám sát video trực tiếp đã được thiết lập trong vùng đầm lầy dị thường của giáo xứ Saint Landry, và điều này đã dẫn đến hoạt động bất thường giảm đáng kể, đặc biệt là đối với các cá thể SCP-16923 mới con người. Phần lớn các thực thể SCP-16923 được phát hiện vào thời điểm gần đây, chủ yếu là động vật bị đột biến nhẹ. Do tính chất kỳ lạ và khó đoán của SCP-1692,
nhu cầu ngăn chặn của nó cũng được cải tiến dần dần, khiến nó trở thành dị thường thuộc lớp Euclid. Bất kỳ nhân viên cấp 2 nào trở lên của tổ chức đều nắm rõ kiến thức về dị thường này. Và điều đó thật tuyệt vời, bởi vì đây là điều có thể làm dấy lên một số câu hỏi quan trọng trong tất cả chúng ta. Suy cho cùng, cuộc đời là một con đường dài quanh co. Bạn có thể nhớ thời thơ ấu của mình tốt như thế nào? Và có lẽ quan trọng hơn, làm thế nào mà bạn có thể chắc chắn rằng những ký ức đó thực sự thuộc về bạn? Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-069, cơ hội thứ hai để biết một dị thường khác đặt ra một số câu hỏi khá hóc búa về bản chất của bản thân bạn, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP-069.